Xin chào các bạn. Hôm nay mình chuẩn bị đi bay tập bay lần thứ 3. Đây là cái tay cầm của Mavic Pro. Còn đây là em nó. Mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ba cục. Rồi, cục thứ hai, cục 4 chấm. Đây, ngang đen mình đựng cục thứ ba. Cũng 4 chấm luôn. Tại sáng mình trước khi đi làm mình ở nhà mình có sạc. Mình sạc mà mình quên rút ra. Nên là mình kêu mẹ mình rút ra giùm. Đây, cái cục sạc mình còn để bên ngoài. Rồi, giờ mình cắt em nó ra mình chạy ra khu đất chống mình bay. Còn ra đây là cái Samsung A6. Mình để bay. Đây mình cất em nó vô. Mình lấy một cái khẩu trang của em mình lót ở trên. Xong mình để cái tay cầm vô. Mình lót thêm cái khẩu trang nữa. Rồi cái điện thoại thì mình để bên hông. Còn cục sạc này chắc không cần thiết nữa, mình để mình để ở nhà. Rồi giờ mình đóng lại mình đi ra thôi các bạn. Rồi, mình đã mở em nó ra và bung cánh và lấy cái chụp gimbal ra rồi. Rồi, đây là tay cầm. Nhưng mà bây giờ là sóng đang yếu quá các bạn ơi. Sóng có 11 rồi. The home point has been updated. Please check it on the map. Rồi, mình đang đợi sóng lên chút xíu nữa rồi mình bay nha. Rồi, ok. Chà, người ta nói không sai. Con gái Bến Tre đẹp thiệt. Ý, anh này sao anh đi theo tôi hoài vậy? À không, không có. Tôi muốn về Bến Tre mà không biết đi đường nào. Ồ, anh về Bến Tre hả? Vậy anh đi qua cái phà Rạch Miễu đi. Thôi tôi đi nha. Ê, có hai chờ tôi. Bầu sang phà Rạch Miễu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu màu hương như áo cô dâu. Bộ đo cánh thiên da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng hoa. Bầu sang phà Rạch Miễu, nghe ngoài xuống thoáng mùi làm duyên, thoáng mùi hương quá đỗi, mùi tình lục dân tiên. Đôi ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về, lòng hoa như con nước lên đến vào trong mong. Sang phà Rạch Miễu vô chợ giữa nhân nhớ, về Trúc Giang đang chờ hay về Cù Lao ốc trăng mơ, tấm bàn chân quấn quýt quanh quẩn dùng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu. Bầu sang phà Rạch Miễu
thăm trường cũ Nam Phương. Lư lắc lư xe thô hà mô, chàng ơi quá dễ thương, tức mình theo bén gót nắng mỹ hoài mà hồng nghe, ước gì trong trắng trở gặp nụ cười bên tre. Ủa, gặp anh hai đây nữa hả? Hồi nãy có hai chị tôi lên phà Rạch Miễu về Bến Tre, tụi tôi lên đây nè. Ừ hé, tôi quên nữa. Bộ anh muốn về Bến Tre thiệt hả? Hồi nãy tôi tưởng anh nói giỡn chứ. Tôi về Bến Tre, tôi kiếm vợ. Bởi vì tôi nghe nói con gái Bến Tre. Bầu sang phà Rạch Miễu, dâu chở giữa nhân nhân, về Trúc Giang đang chờ em về. Bàn chân quấn quýt quanh quẩn dùng thủy chung, bóng dừa như áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bầu sang phà Rạch Miễu, thăm trường cũ Nam Phương. Lư lắc lư xe thô mô, chàng ơi quá dễ thương, tức mình theo bén gót nắng mỹ hoài mà hồng nghe, ước gì trong trắng trở gặp nụ cười bên tre. Hả? Ủa thì tôi đi thiệt chứ sao. Trời ơi sao mà. Ủa anh hai muốn nói gì nữa hả? Tôi muốn mua kẹo dừa Bến Tre mà không biết ở đâu. Rồi vậy ngày mai tôi hẹn anh hai ở chợ giữa nha. Sẵn tiện tôi mời anh hai nghe cái câu vọng cổ của quê tôi luôn nha. Cô hai hứa rồi nha. Hứa. Tình em, họ ơi
Thank you.
là mình đã bay xong. Bây giờ thôi mình cất đồ và đi về thôi. Em nó nóng quá các bạn ơi. Điện thoại mình cũng nóng nữa. Nóng cực kỳ luôn nha. Mình mà cứ súng thử nhiệt ở đây là mình thử với các bạn luôn. Ít nhất cũng phải trên 40 độ, 40 hay 45 độ. Rồi thôi mình về nha. Mình mới tập bay nên là mình chưa biết chỉnh sáng như thế nào, mấy bạn bỏ qua cho mình nha. Lần sau mình sẽ chỉnh sáng lên. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.